Hoàng Phi xin kính chào quý cô bác, anh chị đã quay trở lại với lại kênh Sức Khỏe Tốt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe dành cho mọi người được phát sóng hàng ngày trên kênh Sức Khỏe Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng đến với những cái nội dung trong video này. Nội dung thứ nhất trong video này: bớt ăn thịt bò đi, ăn quả này ngăn các bệnh về tim mạch. Nội dung thứ hai: ăn chuối vào thời điểm này thì lại rước hại vào thân. Ngay sau đây thì chúng ta hãy đến với lại nội dung đầu tiên. Khổ qua được ví như liều thuốc thần vì có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và cung cấp giá trị dinh dưỡng cao cho con người. Đặc biệt, khổ qua có 5 lợi ích tuyệt vời sau đây. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Khổ qua có chứa polypeptide P và phytonutrient, hai cái hợp chất có tác dụng như insulin thực vật vậy, giúp kiểm soát và giảm cái lượng đường trong máu một cách tự nhiên. Nhờ công dụng này mà các chuyên gia sức khỏe luôn khuyến nghị bệnh nhân mắc tiểu đường type 2 nên uống nước ép khổ qua thường xuyên, kiên trì uống mỗi tuần 3 ly. Thực hiện trong vòng 4 tuần liên tục sẽ nhận thấy lượng đường trong máu giảm đáng kể. Thứ hai đó là tăng cường hệ miễn dịch. Theo nhận định khoa học, vitamin C là một chất chống oxy hóa giúp loại bỏ các gốc tự do và hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, giúp sản sinh các tế bào bạch cầu, chịu trách nhiệm tiêu diệt các cái tác nhân gây bệnh trong cơ thể. Khổ qua cũng là một loại thực phẩm cộm cán nếu nói về hàm lượng vitamin C trong cái bảng thành phần. Có đến 90mg vitamin C, 100g khổ qua khi đã nấu chín. Thậm chí còn cao hơn cả cam 50mg và chanh 38,7mg. Thứ ba đó là ngăn ngừa nguy cơ ung thư. Như kể trên thì khổ qua có thể giúp tăng cường khả năng miễn dịch, làm đẹp da hay là tóc, ngăn ngừa nhiều các loại bệnh khác nhau. Nhưng lợi ích đáng kể nhất của khổ qua chính là chống lại nhiều nguy cơ ung thư. Cụ thể, bên trong khổ qua có chứa rất nhiều các cái chất chống oxy hóa. Ăn loại thực phẩm này thì thường xuyên sẽ giúp cho hạn chế sự sinh gia tăng của tế bào ung thư và làm ngừng quá trình hình thành khối u. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những người ăn khổ qua thường xuyên thường có nguy cơ mắc ung thư vú, ruột kết và tuyến tiền liệt thấp hơn những người không ăn hoặc là ăn ít. Ngăn ngừa các bệnh tim mạch. Khổ qua thì giúp giảm cái mức cholesterol trong cơ thể, cải thiện chức năng động mạch và ngăn ngừa bệnh tim. Mọi người có thể chế biến mướp đắng theo nhiều kiểu khác nhau hoặc là ép lấy nước uống để sử dụng. Ăn mướp đắng với tần suất đều đặn sẽ giúp trái tim luôn khỏe mạnh. Tốt cho da và tóc. Bên trong khổ qua thì rất giàu các chất chống oxy hóa và vitamin A, C, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, hạn chế việc mọc mụn trứng cá cũng như là nhiều vấn đề khác về da như là nhiễm trùng da, nấm ngoài da, bệnh vẩy nến và ngứa da. Không những vậy, khổ qua còn có thể làm tăng cái độ bóng cho tóc và chống lại gàu, rụng tóc và trẻ ngọn. Để mang đến hiệu quả cho da, mọi người có thể luộc khổ qua lấy nước uống, còn muốn tóc suôn mượt, đen bóng thì có thể lấy nước để gội đầu. Một số lưu ý khi mà ăn khổ qua: không ăn cùng với tôm hoặc các loại động vật có vỏ khác vì có thể hình thành thạch tím, đe dọa tới sức khỏe và tính mạng. Không uống trà ngay sau khi sử dụng bữa có khổ qua ít nhất 2 tiếng, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến dạ dày. 4 nhóm người không nên ăn khổ qua đó là người mắc bệnh đường huyết thấp, người mà gặp vấn đề hệ tiêu hóa, người mới thực hiện phẫu thuật, sản phụ mang thai hoặc đang cho con bú. Vâng, ngay bây giờ thì hãy cùng Hoàng Phi của kênh Sức Khỏe Tốt đến với lại nội dung thứ hai trong video này. Ăn chuối vào thời điểm này lại rước hại vào thân. Chuối là thực phẩm giá rẻ nhưng có giá trị dinh dưỡng cao, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải lúc nào ăn chuối cũng tốt. Giá trị dinh dưỡng của chuối. Chuối là một loại trái cây quen thuộc đối với mọi người. Nó có vị ngọt, khá là dễ ăn, phù hợp với nhiều đối tượng. Chuối không chỉ có giá rẻ mà còn tốt cho sức khỏe. Một quả chuối trung bình khoảng 126g có thể cung cấp 112 calo, 0g chất béo, 1g chất đạm, 29g carb, 3g chất xơ. Ngoài ra thì chuối còn cung cấp vitamin C, folate, niacin, kali, đồng, magie.
Chuối chứa ít protein, không có chất béo, carb trong chuối xanh và chuối chưa chín chủ yếu ở dạng tinh bột kháng. Đây là một loại tinh bột tiêu hóa chậm, khó gây tăng cân. Khi chín thì vị ngọt của chuối sẽ tăng lên nhưng cái lượng chất xơ lại giảm đi. Lợi ích của chuối đối với sức khỏe. Chuối là một loại thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, tốt cho quá trình tiêu hóa. Tinh bột kháng trong chuối và chất xơ hòa tan kết hợp với nhau giúp giảm cái đường huyết sau ăn. Ngoài ra nó cũng làm tăng cảm giác no, giảm thèm ăn. Mặc dù có thể kiểm soát tốt đường huyết, nhưng những người bị tiểu đường vẫn nên tránh ăn quá nhiều chuối cùng một lúc. Ăn chuối đúng cách còn hỗ trợ quá trình giảm cân. Chuối thì ít calo, giàu chất xơ hòa tan, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa. Tinh bột kháng trong chuối giúp tăng cảm giác no, giảm thèm ăn. Các khoáng chất trong chuối còn có lợi cho sức khỏe tim mạch. Kali trong chuối thì giúp kiểm soát huyết áp. Một quả chuối trung bình có thể đáp ứng 10% nhu cầu về kali của cơ thể trong một ngày. Nghiên cứu chỉ ra rằng một chế độ ăn uống đáp ứng đủ nhu cầu kali của cơ thể sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch nhiều hơn. Ngoài ra thì chuối còn chứa nhiều magie. Đây cũng là một cái khoáng chất có vai trò quan trọng với sức khỏe tim mạch. Cơ thể thiếu magie rất dễ gặp phải tình trạng tăng huyết áp, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chuối cũng chứa một cái lượng chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, ngăn ngừa bệnh tật. Thời điểm mà không nên ăn chuối. Một trong những thời điểm không nên ăn chuối chính là khi mà bụng đói. Chuối chứa nhiều magie, vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho quá trình trao đổi chất. Tuy nhiên, ăn chuối khi đói có thể khiến lượng magie trong cơ thể tăng lên đột ngột. Hiện tượng này có thể dẫn đến tình trạng mất cân bằng của tim mạch. Khi đó sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng. Ngoài ra thì bạn cũng nên tránh ăn chuối vào buổi sáng, khi chưa ăn gì trước đó. Nguyên nhân là do buổi sáng bụng còn rỗng, dễ làm mất cân bằng magie trong cơ thể. Nguyên nhân khác là do ăn chuối vào buổi sáng có thể làm giảm cái lượng đường huyết tăng nhanh, ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Nó cũng tạo cảm giác uể oải, buồn ngủ từ đó và làm giảm cái hiệu quả làm việc của mình. Vào buổi sáng bạn phải đảm bảo rằng bạn đã ăn các cái thực phẩm khác như là sữa chua, yến mạch để giảm đói trước rồi mới ăn đến chuối. Thời điểm nên ăn chuối. Như đã nói ở trên thì chuối rất tốt cho sức khỏe. Lựa chọn thời điểm ăn chuối phù hợp sẽ giúp cho cơ thể hấp thu toàn bộ dưỡng chất có trong chuối và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Vâng, kính thưa quý bác anh chị đang xem video trên kênh Sức Khỏe Tốt. Bạn nên ăn chuối sau bữa ăn khoảng 1 cho đến 2 tiếng hoặc ăn chuối trước hoặc sau khi tập luyện khoảng 30 phút. Carb, nước, vitamin và khoáng chất trong chuối sẽ cung cấp năng lượng, cải thiện hiệu suất tập luyện, giúp phục hồi cơ bắp. Kali và magie trong chuối có vai trò bù điện giải cho cơ thể. Ăn chuối trước khi đi ngủ cũng mang lại lợi ích cho sức khỏe. Loại quả này chứa chất tryptophan. Đây là một loại axit amin có khả năng kích thích sản xuất hormone melatonin. Đối với giấc ngủ thì melatonin có vai trò vô cùng quan trọng, tác dụng giúp ngủ ngon và sâu giấc hơn. Vâng, cảm ơn quý cô bác anh chị đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với lại kênh Sức Khỏe Tốt trong suốt thời gian qua. Hoàng Phi xin thay mặt kênh Sức Khỏe Tốt kính chúc quý cô bác anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại trong các cái video tiếp theo.